80 hộ dân với khoảng 300 người trong một tổ dân phố hàng chục năm nay phải sống chui tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vì không có hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều hộ dân tại tổ 8, khu 3, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sống ở nơi này gần 30 năm nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy sổ đỏ căn nhà mình đang ở. Nhà ông Vũ Văn Tuyến ở ngay nhà đầu tiên của khu phố. Người đàn ông 20 năm làm tổ trưởng dân phố này cho biết, họ sống ở ngôi nhà này đã gần 30 năm, nhưng theo ông, tuổi đời ngôi nhà còn cao hơn nhiều vì nó được xây từ những năm 60 của thế kỷ trước. Việc không có sổ đỏ khiến cho các hộ dân phải sống chui và kéo theo nhiều hệ lụy. Sinh sống ở đây mà nhiều, có một số hộ gia đình như vậy là sinh con thì phải mang về quê để làm giấy khai sinh. Đấy, và đồng thời các cháu không được ăn học ở đây. Đấy là một cái. Thứ hai nữa là đến giờ hiện tại bây giờ là chưa có sổ thì coi như là xin cái sổ tạm trú để các cháu đến ngày đi học ấy. Xin cái sổ tạm trú cho các cháu để đi học, nhưng mà cũng hiện tại là phường cũng không giải quyết với lý do là không có sổ đỏ, không có giấy quyền sử dụng đất cho nên phường không cấp. Đấy, cho nên là rất khó khăn cho người dân ở đây. Tiếng là có ông bà, bố mẹ sinh sống ở đây từ hàng chục năm, nhưng các cháu nhỏ ở đây không được cấp giấy khai sinh tại nơi cư trú mà phải về quê đăng ký vì nhà không có sổ đỏ hay hộ khẩu. Còn cháu nào đến tuổi đi học cũng phải chui hoặc xin đến các trường ngoài địa bàn. Vì theo giấy tờ thì các cháu không phải được sinh ra ở đây. Có thằng con năm nay học lớp 2, nhưng mà vì không có cái sổ tạm trú tạm vắng thì phải đi học nhờ phường khác cách cây khoảng 5-6 cây nên đâm ra vất vả. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hà Lâm cho biết 80 ngôi nhà tập thể này thuộc sở hữu của mỏ than Cao Thắng trước đây. Nay đơn vị này đã sáp nhập vào công ty than Hòn Gai. Vào khoảng như năm 1980, mỏ than Cao Thắng giao nhà cho các hộ dân để ở và đã lãng quên những ngôi nhà này từ khi giải thể vì không làm thủ tục thanh lý hay chuyển diện tích đất không sử dụng về cho địa phương. Ủy ban phường đã có văn và thông qua các cuộc họp đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để phối hợp với công ty than Hòn Gai để thu hồi cái phần đất đã cho công ty thuê trước đây để cấp giấy nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thuộc tổ 8 khu 3. Không ai ở nơi này chắc là mình sẽ bị lãng quên đến bao giờ, nhưng hôm qua, hôm nay và ngày mai, họ sẽ vẫn phải sống chui trên mảnh đất mình đã cư ngụ từ hàng chục năm trước.